Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình lại làm một cái video clip về con xe Kia Morning. Con này đời 2015-16. Nhiều người thì cứ bảo là xe chạy tầm từ 50 đến 70.000 km thì cần phải làm những gì. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video clip này để cho các bạn cùng xem. Mình sẽ làm bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thước lái này, rồi kiểm tra buji hay lọc xăng, lọc dầu, lọc gió. Mà mình sẽ bảo dưỡng toàn bộ hệ thống phanh. Như con xe này thì thay lọc xăng thì mình cần phải mở cái đằng sau này ra này. Đó, như con này thì đã được chống nóng 3M này, chống ồn này. Thế mình thay lọc xăng thì mình cần phải tháo cái lắp chụp này ra. Nó tí lôi cái lọc xăng ra thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Xem là con xe chạy 70.000 km thì lọc xăng nó có bẩn hay không. Thì mình muốn tháo được cái lọc xăng này ra thì mình phải nhấc cả cụm ra, nặt cái ghế sau à. Đó. Nhưng mà khi mình tháo ra thì mình cho một cái khay đấy, mình đưa ra ngoài, tránh hiện tượng xăng nó rơi rồi nó vào trong cái sàn đấy, là nó có mùi xăng trong xe. Đây toàn bộ những cái lọc, có lọc này là lọc của hãng đấy, hãng Thaco đấy. Lọc này thì nó có xịn, ở bên ngoài có xịn. Các bạn thấy cái lọc mới của nó, nhìn nó rất là sạch và rất là trắng bốp luôn. Còn cái lọc đã sử dụng rồi này, các bạn nhìn ngâm trong xăng này, chứng tỏ con này là gần như là thay lần đầu tiên, nó rất là vàng. Cái lọc nó cũng bẩn rồi. Đây tí nữa khi rút được cái lọc cũ ra dốc cho các bạn xem. Mình tháo ra thì là những cái lưới lọc này mình lên vệ sinh nó đi, bởi vì gần như những cái lưới này thì không mấy khi phải thay đâu, mà nó cũng không hỏng. Mình sẽ rửa sạch xong lấy súng hơi đấy, máy nén khí mình chì đi. Xăng ở trong cái lọc này nó rất là bẩn. Thì khi mình lắp đặt cái này thì mình chỉ cần lưu ý là các cái răng, cái khớp nối nó không bị kênh. Vì nếu mà kênh như là nó sẽ có hiện tượng là buổi sáng đè là nó bị kéo dài, tức là gọi là đè dai đấy. Thì nhiều trường hợp mà nó bị kênh răng là đè rất dai, khó lổ. Tua nó phải 2-3 lượt thì nó mới lổ được. Đấy, chỉ cần lưu ý như thế thôi. Thay cái này thì nó cũng không có gì phức tạp cả. Đây này, cái van hồi xăng này nó cũng rất quan trọng này. Nhiều con nó hỏng cái này là đè nó cũng dai, nó không giữ được áp xăng. Đây còn cái lưới lọc này cũng thế nhá. Lưới lọc này là khi mình ấn lên nên nó có tất cả các cái lẫy, mà cái lẫy này là mình nó lâu ngày ấy, nó ngâm trong xăng là nó bằng nhựa này, nó rất là dễ giòn, nó dễ gãy này. Thì tháo thì mình khéo ra một tí là được. Đó, ra rồi đấy. Đây các bạn nhìn đi, cái bơm xăng cái này nó cũng rất là nhỏ, không to. Và những cái răng nào là mình bỏ hết ra. Nhìn cái xăng của nó cũng rất bẩn. Đây các bạn nhìn, dốc cái xăng ở trong cái lọc xăng này ra, nó bẩn lắm. Cho nên nếu như mà cái lọc xăng này nó bẩn thì nó sẽ gây tắc nghẽn. Đây nhìn này, xăng nó đen xì luôn. Tắc nghẽn kia phun ấy thì là máy là lổ là đi, nó có sẽ có hiện tượng là rung giật. Nên nhiều trường hợp nó tắc cái lọc xăng này là đi, nó còn có hiện tượng là một đoạn nó chết máy cơ. Đây, con này là mình kiểm tra buji và vệ sinh buồng đốt. Cái buji con này các bạn nhìn thấy không, là hiện tượng là bị nước nó vào. Nước vào như này là con này là có thời điểm là đi là nó bị giật. Đấy. Gần như là bỏ máy. Đây là mình tháo hết toàn bộ bốn con buji này ra. Mình dùng cái dung dịch vệ sinh buồng đốt này xịt thẳng vào đỉnh bít tông để cho nó làm tan cái muội carbon nhé. Muội carbon nó bám ở trên cái đỉnh bê tông này. Những cái xe mà nó lâu rồi ấy, là nó có hiện tượng bị ăn dầu thì mình làm sạch cái muội carbon ấy đi. Thì mình đi thì cái động cơ này, máy nó lổ, nó đi nó thoát hơn rất là nhiều. Mình làm rất là nhiều dòng xe rồi. Kể cả những dòng i10 ấy, là khi mình vệ sinh buồng đốt xong là nó có tác dụng thực sự.
Nhưng các bạn lưu ý là khi mình vệ sinh cái này này, làm sao mà mình ngâm trong vòng tầm 45 phút. Thời gian khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì là cái dung dịch này nó nào vào nó làm tan hết cái mụn carbon. Đấy, sau đấy là mình sẽ dùng cái bình mình hút ra. Đấy, các bạn nhìn này, con này là mình tháo luôn cả cái hệ thống thương lái này ra vệ sinh. Cái dàn gầm này, dàn này mình nên tháo những cái bệ này. Tháo hết cái bệ này hạ xuống. Tháo cái bệ này nó cũng rất là nhanh nhá. Nếu như bình thường mà tháo một cái thước không, đấy, tháo một cái thước không mà mình không tháo bệ thì nó rất là lâu. Cái này gần như là hạ một cái bệ này, cả cái bệ răng này xuống thì nó rất nhanh. Đó. Xem nào, đếm là tính ra là nó có 2, 4, 6, tức là nó rất ít ốc luôn. Sau khi hạ được cái bệ xuống thì mà mình đem hẳn ra ngoài đấy, nhấc hẳn thương lái ra ngoài để bảo dưỡng. Bảo dưỡng xong thì là cái hệ thống lái này, lái nó rất là trơn tru. Nhiều xe trường hợp mà mình cứ để lâu không bảo dưỡng theo định kỳ ấy, là nó dẫn đến cái hiện tượng là nó bị hỏng cái thanh răng này. Đó, như con này các bạn nhìn thấy rút ra là cái mỡ nó cũng đã biến, tức là mình gọi là mỡ nó bị biến chất rồi đấy, ngả hết sang màu vàng này, gọi là màu gạch cua rồi đấy. Nó chưa đến mức gì xét đâu, nhưng mà nhiều con là khi mình làm ấy là nó đã bị dỉ xét rồi. Nhưng mà như con này làm đúng cái thời điểm này nó không, chưa bị dỉ xét. Vệ sinh sạch sẽ này, sau đó xì khô. Xì khô xong mình lại cho mỡ vào thôi. Cho mỡ vào thì để cho nó, nói chung là khi bảo dưỡng xong thì lên thì là lái nó rất là mượt. Xong xuôi thì mình lại đưa lên lắp ráp đúng trình tự. Cứ tháo cái gì ra trước thì lắp vào sau, mà tháo cái gì ra sau thì lắp vào trước. Đây thì mình sẽ thay luôn cả cái lọc dầu, thay luôn cả lọc dầu máy. Thì cái lọc dầu này này, mình chỉ cần lưu ý là cái nó, cái gioăng nó là gioăng cao su. Thì khi mình vặn vào thì siết bằng tay thôi. Mà siết bằng tay này phải siết chặt, bởi vì người ta cho phép là siết 3/4 vòng, không cần phải dùng vam xích đâu nhé. Nếu mà dùng vam xích thì nhiều khi là dùng mà mình siết nó quá lực ấy, là nó bị vỡ gioăng. Nó vỡ gioăng thì còn nguy hiểm hơn. Sau khi xong được những cái hạng mục đấy rồi thì mình quay ra mình bảo dưỡng hệ thống điều hòa. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa đúng định kỳ nó cũng rất quan trọng, bởi vì gần như là chạy được đến tầm 100.000 km rồi ấy, thì là nó lúc đấy là gần như là dầu này, ga này, nó cũng đã đến thời kỳ nó bị biến chất rồi. Thì mình cần phải bảo dưỡng cho cái hệ thống này nó hoạt động nó tốt hơn, mà cái độ lạnh nó cũng sâu hơn rất nhiều. Vì dòng Kia này thực ra là độ lạnh của con này là nhà sản xuất người ta đạt cái tiêu chuẩn là nó trong xe ấy, khi đo cửa gió nó đạt 4 đến 5 độ C cơ. Lạnh rất sâu. Các bạn thấy cái túi lọc này gần như cái phần đầu là nó đã bị đẩy mạt nên nó rất là đen rồi. Sau khi mình ngâm cái dung dịch này được 4-5 phút đến 1 tiếng là mình sẽ hút ra. Để các bạn nhìn được không? Hút nó rất là bẩn luôn. Cái này tất cả những cái muội carbon này lúc này nó được tan ra rồi nhá. Cái tan ra rồi xong bắt đầu là mình hút. Hút hết cái dung dịch này. Đây cho các bạn nhìn nhé. Cái nước nó còn đặc sánh cái này. Đây là còn chưa đổ ra hết nhá.
rất là đen. Sau khi mà vệ sinh buồng đốt xong là khách hàng phản hồi rất là ok luôn, đi máy rất thoát. Đây, các bạn nhìn cái muội carbon này đấy. Đấy, con này là mình vệ sinh luôn cả hệ thống kim phun. Đây là mình gọi là thông xúc trực tiếp, tháo hẳn ra ngoài, mình rửa từng cái kim một, cọ rửa sạch sẽ. Còn đâu là thông xúc gián tiếp thì người ta có một cái bình, người ta đổ cái dung dịch vào cái bình đấy, xong mà vừa lổ máy, vừa dùng cái dung dịch đấy để thông qua. Nhưng mà đây là mình trực tiếp thì mình tháo hẳn ra, vệ sinh kỳ cọ trực tiếp cho tất cả. Dòng này nó 4 máy thì là 4 kim phun. Sau khi rửa ráy sạch sẽ thì mình thông, thì mình dùng cái dung dịch này. Đấy, dung dịch chuyên dụng này nhá. Xịt đấy, kim các bạn nhìn thấy kim nó mở chưa? Phun rất là tơi. Đây là mới là thông thực sự này. Phun rất tơi. Thì, quay ra bảo dưỡng hệ thống phanh, hệ thống gầm. Hệ thống phanh này cũng rất quan trọng này. Những cái trục suốt này, trục suốt này là mình lên thường xuyên bảo dưỡng, tránh hiện tượng mơ nó bị kẹt cái trục này, là nó đi là nó phanh nó không một là không ăn, hai là nó có thể là bị hiện tượng bị bó phanh. Đồng thời là mình tháo cả đè ra kiểm tra và vệ sinh, gọi là bảo dưỡng. Con này bảo dưỡng gần như là tổng thể đấy, tất cả là tháo hết này ra này, tháo ra xong dùng súng hơi máy nén khí đấy xì sạch. Còn toàn bộ những cái bánh răng lai này là mình sẽ cho dầu mỡ này, lau chùi sạch sẽ, cho dầu mỡ vào cho nó trơn tru, bởi vì cái bánh răng lai của nó là nó có cái phần vành ngoài nó bằng nhựa, nó không đủ ấy là nó sẽ dẫn đến nó dễ bị mòn cái nhựa. Nhiều con là đè rõ ràng là quay tít nhưng mà không tải được, nó bị mòn cái nhựa, bánh răng nhựa. Toàn bộ những cái trục rô to này cũng thế này. Này, cái con này là chổi than rất dày, nhưng mà cái muội nó đã bám hết lên trên bề mặt rồi. Sao mà cái cổ hóp này khi mình tháo ra mình vệ sinh. Vệ sinh cái cổ hóp này thì dùng giấy giáp mịn. Mình đánh đi, đánh sạch. Toàn bộ những cái bánh răng vệ tinh này là mình phải lau chùi sạch sẽ. Sau khi hoàn thiện xong thì mình lại lắp ráp vào. Thì mình vừa ấy thực hiện xong cái clip bảo dưỡng định kỳ cho con Kia Morning. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.